quãng đời đánh mất Chương 8 Phần thứ nhất Trọng nằm dài trên giường hút thuốc Bích đang nấu cơm Cô mới khóc nên hai mí mắt sưng hút Gương mặt càng phù và xấu Từ buổi đi chơi thác đen về Trọng thường sang văn phòng huyện ủy trò chuyện với cô đánh máy xinh đẹp Tên cô là Kim Lan Có tối, cô rủ anh đi xem ca nhạc hai người điềm nhiên sóng đôi bước vào câu lạc bộ của huyện đoàn ngay sáng hôm sau dư luận đã lan truyền khắp phố như làn sóng hai người ấy đã bắt bồ với nhau thêm nữa đám các cô gái thì thào còn lan đá đít hai thằng bồ trẻ đi theo ông trọng ông ấy sắm cho nó bộ bó hoa mới tinh đấy cả chiếc blouson bằng xi si giấy hồng khuy đồng nữa bà thanh hường phen này đến mất chồng thôi Sao bà ấy không dọn quách về đây mà ở Báu giá gì thành phố Bà ấy mà đọ gươm với con Lan Thì thua đứt đuôi Vân vân và vân vân Lan nghe mọi lời đàm tiếu Cười sang sặc Với cô Thứ đó chỉ là trò mua vui Trọng cũng lắng nghe mọi tiếng xì xào với vẻ điềm nhiên, lạnh lẽo. Cơ quan anh không ai dám chọc ghẹo, khích bác Ba trường cửa hàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm Còn anh Anh im lặng theo dõi họ Anh đoán chừng Nhiều lắm cũng chỉ vài ba tuần Bích sẽ biết chuyện Quả nhiên 15 hôm sau ngày anh đi xem ca nhạc với Kim Lan Bích phóng xe máy từ thành phố về nhà lúc đang trưa Cả mặt lẫn hai mắt đỏ ngầu Lúc ấy Trọng đang nghỉ Anh nằm trên chiếc ghế tựa Chiếc áo khoác trùm ngang ngực người đàn bà sấn sổ bước tới lột chiếc áo khoác ném xuống sàn anh lừa dối tôi anh lừa cô gào lên bằng cái giọng khan khan như mèo được gào cái đêm đêm anh chưa từng nghe thấy bao giờ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với trọng cô chiếu đôi mắt rực lừa thù vào mắt anh tôi đã biết mọi chuyện đừng hòng che giấu trọng ngồi thẳng lên nhặt chiếc áo cô vừa ném xuống sàn anh không thấy bực anh chỉ thấy buồn cười và ý muốn trêu cợt nảy sinh anh hỏi bích giọng bình thản em bình tĩnh có chuyện gì thế nhỉ người đàn bà rít lên đứng vơ trọng bảo cứ thong thả nói chuyện xem sao bích đáp không thong thả được anh làm tôi điên lên rồi đây Trọng mỉm cười Nếu em điên lên được Thì đó là điều đáng mừng Anh chỉ sợ rằng Em vờ điên Tại sao Để màn kịch thêm hấp dẫn Màn kịch nào Màn kịch đang diễn ra giữa em và anh Anh đừng nói nhảm Đảm bà là thế Cái gì nghiêm chỉnh Họ cho là trò nhảm Còn những thứ nhảm nhí nhất Họ lại coi là chuyện nghiêm chỉnh anh có cái giọng bất mãn như thế từ bao giờ xưa nay anh chẳng nói giọng điệu ấy anh mới có gần đây thôi từ ngày anh biết rõ về em em sống với anh có gì mà anh không biết trọng ngừng lời anh nhìn đôi mắt cô chúng không còn mơ màng như buổi đầu anh gặp chúng bắn ra những tia sáng hung dữ và đục ngầu như dòng sông mùa mưa cô đưa lưỡi liếm môi cặp môi dày và mọng bóng như được xoa mỡ những nốt trứng cá điểm lấm tấm trên hai má vòng tóc xoăn buông cạnh tay trái phút chốc gương mặt người đàn bà trở nên nhức nhối anh thấy khô họng anh rót cốc nước uống rồi mới lên tiếng trước kia anh đã tưởng mọi chuyện êm đềm chúng ta sống bên nhau chờ đợi một điều kiện để hợp pháp hóa gia đình vượt qua cái trở lực cuối cùng để đạt tới hạnh phúc. Tất cả dàn đơn, tất cả không có gì để ngờ vực. Rồi đột nhiên, anh được biết mình là một gã đàn ông khốn khổ, một thương phế binh của chiến tranh, mắc chứng bệnh tâm thần. Anh yêu em với một tình yêu đơn phương và bệnh hoạn, nếu không được em chấp thuận, anh sẽ phải treo cổ hoặc nhảy xuống sông chọn tìm một cái chất nhục nhã để giải thoát sự sống quẫn bách một tên nhân tình hèn mặt một gã đàn ông không xứng đáng được mặc quần tóm lại cái chân dung tồi tệ ấy đã làm anh sực tỉnh anh tự trách mình hiểu mình quá muộn anh tự trách mình vì em phải chịu quá nhiều hy sinh để cứu vớt sinh mạng anh trọng dừng lại một ý tưởng chợt đến thế là vợ kịch đã hạ màn quá ngắn ngủi mình là một thằng đàn ông kém bản lĩnh mình không biết mặc tấm áo giấy cho hết đêm hỏng thế là mọi sự hỏng bét cứu làm sao bây giờ anh thầm mắng anh dữ dội trong khoảng thời gian đó mặt người đàn bà dần dần ngà sắc màu xám những suy đoán những toan tính chạy qua cả mắt hẹp còn mọng lên vì nước mắt khi trọng lặng im cô bỗng khóc nức lên trời đất sao anh lại tin vào những lời lẽ ấy chẳng qua vì nghĩa là một người yếu đuối lại ưa sĩ diện em không muốn anh ấy phá hỏng mọi chuyện của chúng mình nên mới nói vậy đã sống với nhau đầu ấp má kề mà anh còn chấp nê lời nói chỉ là lời nói người ta sống với nhau bằng tình thực chứ có bằng nước bọt đâu trọng nhìn bích nước mắt cô tuôn như mưa chảy trên chóp mũi đỏ hoầy chóp mũi cô rất to người ta bảo ai có chóp mũi ấy sẽ giàu bích giàu thật dạo này cô sắm vàng luôn luôn vài tuần lại thấy đeo một chiếc nhẫn mới người đàn bà này đủ khôn ngoan để nhặt nhạnh cho mình cả thế gian lý lẽ của cô cũng hợp lý đấy chứ thật dễ lọt tai được rồi tấm màn đã lại kéo lên và vở diễn sẽ tiếp tục bích đặt bàn tay lên tay trọng anh nghe em không? Lời nói gió bay Từ xưa người ta đã dạy Trọng cười Thôi Em hãy rửa mặt rồi đi nghỉ Sắp tới giờ làm Anh chài đầu Thay áo đi làm buổi chiều Cô ngủ vùi Khi anh tan tầm trở về nhà Cô mới tung chăn ngồi dậy Hai mí mắt vẫn sưng húp Trọng bỏ áo ngoài Nằm hút thuốc trong khi bích làm cơm Người đàn bà đang dán một con gà trên chảo Mỡ sôi xèo xèo Vừa trông chảo gà Bích vừa cuốn nem Mỗi lần họ va chạm mất mắt về phương diện tình cảm Bích lại chăm sóc anh hơn về mặt bếp núc Người đàn ông thở làn khói lên Ngắm chúng tan lãng đáng trong không gian Và khẽ nhếch môi cười Một mối tình được gia cố bằng thực phẩm Tuyệt làm sao Trong ký ức anh hiện rõ một vành trăng non trong suốt Đêm cuối hả, đầu thu, đơn vị anh đóng trong một cánh rừng miền trung cách biển 15 cây số đường chim bay. Quân, chàng lính trẻ cùng tiểu đội mà chồng vẫn coi như em trai thì thào gọi anh ngoài cửa hầm. Anh trọng đi với em. Đi đâu? Đi với em, em sẽ nói cho anh rõ. Trọng vớ khẩu súng, nhoài khỏi hầm. Độ 5 giờ đồng hồ, được không anh? Đơn vị đang tập huấn mà nhưng cũng phải xin phép đi liều bỗng dưng có báo động hoặc trên xuống kiểm tra đột xuất thì tôi không đâu em đã hỏi gió anh hùng mười hôm nữa cũng chưa có lệnh di động nhưng cậu đi đâu xuống biển cái xã bữa trước mình nhận thực phẩm anh nhớ không trọng sực nhớ cái làng ven biển lô nhô những lóc nhà hầm trên cát trắng không có cây cối gì ngoài những đám cỏ mặt trời và gai trên nữ và những nấm mộ người bị bơi năm hai chôn dài rác giữa những đám sỏi những đám vỏ hầu vỏ hến đơn vị anh nhận mắm tôm rút cá và cá phèn khô ở cửa hàng xã cũng là một căn nhà ngầm với dựng nhảy ra kho lợp tôn có ngụy trang ở phía sau những cô gái miền trung mập mạp da đỏ au dù ăn uống thiếu thốn trông coi cửa hàng Họ đã vét hết thực phẩm dự trữ cho bộ đội Hôm ấy Trong hỏi đùa Bộ đội lấy hết Dân ăn cơm với muối à Các cô cười trò tay ra làn nước xanh nhấp nhô ngoài khơi Thức ăn ở ngoài nớ Các cô đại anh món khoai khô hầm đậu đen Anh đã ăn ngon lành hơn các thứ cao lương mỹ vị của vua chúa được tả trong các tiểu thuyết giả sử Anh tặng cô trường cửa hàng một chiếc lược làm bằng mảnh đưa ra Cô tặng lại anh hai cây kim và một cuộn chỉ. Rồi cô nói, lần sau về, có dù pháo sáng cho em một mảnh nhé. Trọng đáp, vâng, nếu không chết thì thế nào tôi cũng kiếm được cho cô một mảnh dù. Với các cô gái thời ấy, tấm khăn dù quang cổ là thứ quà áo ước. Trọng nhìn đôi mắt hau háu của quân, hỏi, xuống tìm ai? Tụi em thương nhau, anh có nhớ Phước không? phước nào có trời mà nhớ được cái cô thâm thấp quang tấm khăn du trắng ấy đội viên đội văn nghệ xã à vậy thì cậu giỏi có lẽ cả tình này chỉ có cô ta là xinh nhất trọng nói anh nay nịt gọn gàng rồi cùng quân đi họ ra cửa rừng lúc trăng vừa nhú phải men theo đường mòn tới binh trạm từ binh trạm vượt qua con suối cạn với trục đường chính cứ bám theo đường chính mà đi cho tới ngã ba sao kim một thung lũng có hai đại đội nữ thanh niên xung phong chấn ngự qua ngã ba sao kim còn sáu cây số nữa mới tới biển đồng hồ đeo tay của trọng chỉ chín giờ ba mươi bảy phút họ mới đến nơi những mái hầm lô nhô dưới trăng biển cách họ chừng ba mươi bước chân trắng bạc bên trái những vạt dương còn sót lại sau các trận napan dì dào bên phải vài chiếc thuyền hỏng nằm nghiêng nghiêng theo cồn cát trọng hỏi cô ta ở đâu quần đáp tụi em đã hẹn nhau cô ấy ra bây giờ thế các cậu đã gặp nhau nhiều lần rồi à vâng khá nhiều cậu lên đi không cho ai biết vâng nhưng hôm nay em thấy không yên tâm em muốn anh cùng đi với em liều thật vâng nhưng biết làm sao hả à anh chúng em yêu nhau và cô ấy chàng lính chấm dứt câu nói bằng tiếng thờ dài từ phía rừng dương có một chấm đen xuất hiện chấm đen đó tiến về phía họ đứng mỗi lúc một lớn dần trọng bảo cô phước đến phải không vâng cô ấy đã đến tôi ra chỗ đám thuyền hỏng kia chờ cậu nhé vâng anh chịu khó chờ em lúc nào về tùy anh anh gọi thì em về Trọng đi tới đám thuyền hỏng Vừa đi vì hờ hình dung lại gương mặt Cân đối, linh động của cô gái xứ biển Một gương mặt ngời sáng Thanh sạch Với cặp mắt không bụi cát Trong như nước mưa Chàng lính trẻ của anh mê say cô ấy Cũng là phải lẽ Anh ngồi xuống cát Dưới bóng con thuyền Trên bãi biển Cặp tình nhân đã gặp nhau Họ dắt nhau đi tới gần mép sóng Xa nơi anh ngồi Ở đó có những đụn cát nhỏ mọc đầy ra muống biển bóng hai người hòa nhập lại dưới ánh trăng dưới chân họ xa một chút những con sóng ồn ào không ngưng nghỉ biển tan với trời đêm rộng khôn cùng yên tĩnh khôn cùng mặc dù cứ nửa giờ hoặc bốn mươi phút những trái đạn pháo của giặc từ ngoài khơi câu vào bay đỏ lừ qua khung trời và tiếng nổ từ một góc nào đó trên mặt đất vọng đến chắc rằng ở nơi ấy sẽ có những con người lìa bỏ sự sống hoặc có những đàn gia súc bị thiêu hủy trọng bó gối lơ đã nghe tiếng pháo chiến tranh làm cho người ta quen với hiểm nguy anh nhìn mặt nước lay động dưới trăng ao ước có một cái gì đó không rõ hình nhài khao khát một cái gì đó mà anh không gọi tên ra được bốn giờ sau đúng lúc hai giờ kém mười phút anh vỗ tay ra hiệu gọi quân Chàng lính trẻ đứng lên Cô gái đứng theo Trọng nhìn rõ Họ ôm nhau vội vàng Hôn nhau thêm lần nữa Lần nữa Rồi hai người thong thả đến với anh Cô gái cười Mắt sáng rỡ Tràn trề hạnh phúc Anh bắt tay cô Rồi cùng quân ra về Dọc đường chàng lính trẻ im lặng Không luôn miệng trò chuyện như lúc đi Có lẽ vì sự im lặng giúp cho anh giữ được lâu bền hơn những giây phút ngây ngất. Hai người đã đi được quá nửa quãng đường bình an, nhưng qua ngã ba sau kim trường ba cây số, họ gặp tụi OV10. Hai con chuồn chuồn độc vãi bom hú hỏa. Những trái bom hú hỏa ấy đã giết chết trang lính trẻ. Lúc anh nằm bên ta luy đường đối diện với trọng, hai người chỉ cách nhau chiều dài 8 mét, vừa đúng bề mặt của con đường trục Trọng không chờ máy bay bay xa Đã vượt qua lớp khói bom Chạy sang tìm quân Chàng trai còn ấm và mềm như con thỏ trong tay anh Gương mặt bình thản Tươi tắn Phơi dưới ánh trăng Làn môi cong lên như chưa dứt khỏi nụ cười Dường như gương mặt đó nói với anh Tôi đã yêu Tôi đã hạnh phúc Một niềm kiêu hãnh không gì thay thế được Những vòng khói thuốc cuộn lên lơ lửng giữa căn phòng trước khi tan hết Vầng trăng đêm ấy hiền hiện trong đám khói trong suốt ngời như thỏi bạc những tia sáng chúng tỏa ra reo như chuông và sóng biển đậm ánh trăng sáo động không ngừng trọng thở hơi khói cuối cùng ném màu thuốc vào gà tàn giờ đây anh đã hiểu nỗi ước ao mơ hồ niềm khát khao vô hình trên bãi biển đêm hôm ấy nỗi ao ước tình yêu niềm khao khát tình yêu thứ tình yêu mời gọi và mãi mãi ám ảnh con người độc chiếm mọi tâm hồn và trái tim giàu nhân tính chế ngự con người với một quyền lực mãnh liệt và ban phát cho con người những niềm vui không một niềm vui trần thế nào thay thế được không anh không đáng bị tước bò niềm ước ao ấy anh không có lỗi khi chọn cho mình nỗi khát khao một giá trị tinh thần Người đàn bà bước vào phòng với nụ cười thuần phục. Anh ra ăn cơm đi, xong cả rồi. Anh chống tay nặng nề ngồi lên, nụ cười của cô giống miếng bánh nặng bằng đất sét. Mâm cơm bày ngồn ngộn trước mặt anh, các món ăn nóng sốt, bốc mùi thơm đức mũi như những món ăn nơi tiểu quán. Bích cúi xuống so đũa, chiếc cằm đầy thịt của cô in thành hai ngấn, làn ra được bồi dưỡng bóng loáng như xoa dầu cô rót rượu cho anh nào anh uống đi trọng đáp ta cùng uống họ chạm cốc như thường lệ người đàn ông dốc tuột chất nước cay vào họng thầm nghĩ trời đầy những kẻ phải sống chung dưới một mái nhà khi trái tim họ đã trở thành độc dược đối với nhau may sao mình đã không chọn nghề làm điệp viên nghề ấy đôi khi người ta phải kết hôn với cả kẻ thù anh xem xem Gà ướp uống liều theo kiểu quay gà của người Hoa Em vừa học mộ tám Ừ Rất ngon Anh đáp Nhìn cô xẻ miếng thịt ngon lành Khi ăn Cô mải mê Để toàn tâm toàn ý vào việc ăn Như đứa trẻ phàm ăn Hoặc loài mạnh thú Một giọt mỡ rút xuống cằm bích Trọng chia cho cô chiếc khăn Lao đi Họ ăn xong Hãy còn nguyên nửa con gà quay chưa chặt Trọng chợt nảy ra một ý nghĩ Anh bảo Bích Gói dùm anh miếng thịt gà Cô ngẩng lên Làm gì cơ Trọng đáp Để đem cho một người bạn Anh nhìn vẻ tiếc rẻ lộ trên mặt cô Rồi quay đi Người đàn bà mở ngăn kéo Lục tìm Cô thấy một mảnh giấy nến vuông vắn Ai để lại từ dịp Tết Trung Thu Thứ giấy chuyên gói bánh dẻo vào bánh nướng Cô gói cho anh gọn ghẽ Đúng như người bán hàng thành thục Trọng bỏ gói thức ăn vào chiếc túi nhỏ dưới dắt xe đi Em cứ nghỉ trước Lát nữa anh về Anh đạp xe luôn Không quay lại Nhưng biết chắc chắn Bích sẽ đi theo Lát sau Quả có tiếng Honda quen thuộc Cô đi cách anh khá xa Nhưng không để lạc dấu vết Đường phố lưa thưa người qua lại Chỉ có chừng vài ba chiếc xe máy với ít xe đạp thùng thình men theo hè. Trai gái đi chơi thành từng tốp, năm bảy đứa, trọng không rẽ ngang, rẽ dọc, phóng thẳng tới huyện ủy. Anh để xe vào chỗ quen thuộc, rồi bước vào khu nhà tập thể của đám nhân viên. Chỉ có dăm cô gái đang ngồi quanh bàn, toàn những cô chưa chồng, mài chơi, nên giờ này họ mới đem suất cơm tập thể ra ăn chung. Thấy trọng, họ reo ầm ĩ. À, chào người hùng, anh vào làm bát cơm rau với tụi em Kim Lan cười Chúng em toàn dân vô sản Ăn cơm của nhà nước Anh góp vốn vào cho vui Trọng Rút gói thịt quay cho các cô Cả bốn cô reo lên ồn ĩ như trẻ nhỏ Rồi xăm sắn tìm dao thớt chặt thịt Tiếng dao gõ thớt côm cốp vang động cả khu nhà Trọng khoanh tay nhìn cả đám Cười buồn mâm cơm của các cô chỉ có vài con cá trích kho với bát canh bị đao lỏng bõng. Thời chiến tranh cũng có những lúc anh đói vàng mắt, nhưng cũng có hồi họ ăn uống sang trọng gấp 10 lần các cô bây giờ. Thấy anh không nói gì, Kim Lan bảo, em có lạc, anh có muốn ăn lạc không? Trọng lắc đầu, tôi no rồi, đến chơi với các cô cho vui. Hôm nay chương trình truyền hình chán ngắt, Đám con gái đã sắp xếp xong ngồi vào bàn sới cơm, trọng đưa mắt dìn ra bên ngoài. Anh biết, trên khoảng sân tối om kia, Bích đã đứng trong bóng tối của một cây phượng hoặc vòm lá du nào đó, rình rập anh. Anh cất tiếng chào. Các cô ăn cơm nhé, tôi vòng ra phố chơi, lát nữa quay lại. Nếu không quay lại thì chắc đã gặp bạn rượu dù vào quán rồi. Làng quay ra. Anh chơi cơm tụi em hả? Không. Thôi được, cho anh đi đi Lúc nào dỗi em với anh sẽ đấu khẩu Cô cười giòn tan giơ tay chào anh Người đàn ông đạp xe về Lúc gần tới cổng Bích phóng Honda vọt lên trước Cô vào nhà bật đèn sáng choang Chờ anh Trọng thong thả cất xe Thong thả vòng ra sân rửa mặt Rồi thong thả vào nhà Người đàn bà hăm hăm nhìn anh Thế nào Anh bỗng thích thú một nỗi thích thú vô cớ Không ghim nén được Anh ngồi xuống trước mặt cô Đưa mắt lướt từ cằm Từ cặp vai đầy thịt tới đôi bàn tay trắng thon Từ chiếc áo xẻ nách Quá cao tới đôi quốc đắt tiền màu sữa Anh châm thuốc Từ từ nhà khói và hỏi cô Em hỏi gì anh? Bích hạ giọng Nói thì thầm Một thứ âm thanh bị nén xuống Dồn chặt những hờn căm anh không xấu hổ vì hành vi của mình hay sao xấu hổ ạ à? anh chưa quen nghe loại từ ngữ như thế tại sao anh nói dối gì cơ dối trá hả đó là cái trò đùa người ta thích thú nhất anh không có quyền trêu cợt em không anh nói những lời nghiêm chỉnh anh đã nói rằng anh tới thăm một người bạn nếu không phải là một người mà là bốn thì càng tốt chứ sao Món quà nhỏ mọn ấy sẽ có ý nghĩa lớn hơn Anh không thể làm như vậy Anh nhìn cô Cơn tức nghẹn cái mặt cô đỏ bừng Cả cần cổ cũng đỏ Cả đến hai bên mang tay Cũng đỏ như mặt Một cô đào hát chát phấn quá tay Anh hỏi Tiếc của phải không Người kiếm tiền như sung dụng mà hà tiện thế à Cô giàn giọng Không chỉ là chuyện cua cái Thà tôi ném xuống cống còn hơn Anh cười Giá thế Vậy mà anh ngỡ rằng Em là một đảng viên mới Còn trong thời kỳ dự bị Em phải nhớ những điều lệ em mới tuyên thệ trước đảng kỳ Những cô gái túng bấn ấy Đâu phải kẻ thù của em Đồng chí đấy chứ Những người có chung một mục tiêu phấn đấu Thà ném xuống cống còn hơn Khá thật Tình thương tân tương ái đâu rồi tinh thần hì xả, ý thức giai cấp đâu rồi. Những danh từ ấy đôi khi nó kêu như tiếng phèn phèn gõ quảng cáo cho một cái cánh cải lương mà loại đào kép như em hoặc thứ người như em sắm vai chính. Cô chân chân nhìn anh, kiểu như bị một đòn sụm sống lưng, không ngồi thẳng lên được. Trọng nhìn cô, không còn thú vị mà chỉ thấy buồn. Một nỗi tiên cảm mơ hồ u ám, che tối cả mắt người đàn ông. Anh nói tiếp Trời phú cho em một khả năng tổ chức đặc biệt Một khả năng ngụy biện đặc biệt Em là nhà tổ chức tài ba Dành mạnh nhất mà anh đã từng gặp Trong việc tổ chức thực thi những dục vọng của bản thân Nhưng em quên rằng Những biện pháp thông minh Không cứu được quả tim bị hỏng Anh châm điếu thuốc Rồi đứng lên Tấn trò hay đến đâu Cũng có lúc hạ màn Tới hồi chót rồi phải không? Anh nhìn mắt cô Trong đó có cả lòng căm hờn Lẫn nỗi thất vọng Nửa tích tắc Trọng thấy lướt qua ánh mắt hồi quang núi tiếc Anh chợt dùng mình Vì một cảm giác lạ Rất khó phân tích Bước ra vườn Anh bắt đầu giết từng hơi thuốc Một cách nóng này khiến đốm lửa ngún đỏ như than Bóng tối của vòm lá hoàng lan phù xuống vai người đàn ông chạm vào những ngọn lá ướt xương anh chợt nhớ tới những vòm lá ướt xương ở rừng reo nơi anh tập trung học chính trị. Vùng rừng ấy, có loài rắn hổ rất dữ. Đêm đêm, chúng lướt qua các lối mòn, trên lớp lá mục, tìm mồi. Rắn đớp, không nhanh tay nặn độc, làm garo và tìm được thứ thuốc lá của dân bản địa, thì ngộ độc chết ngay trong vòng vài tiếng. Vậy mà bao nhiêu đêm, Bích đã đứng chờ anh ở đó. Có những hôm trời mưa, Cô trùm áo mưa Đứng dưới lớp nước xối xả Anh bàng hoàng nhìn gương mặt đẫm nước Của người đàn bà yêu dấu Khoảng thời gian thần thánh làm sao Phần thứ hai ba tuần sau một buổi sáng yên tĩnh trọng đang cúi đầu trên những cột số dài dằng dặc bà trường cửa hàng bước vào chăm thật đàn ông như cậu cũng hiếm bà đứng ngay trước bàn đăm đắm nhìn anh trọng bảo chị ngồi xuống đi em đun nước pha bình trà mới nhé bà trường cửa hàng lắc đầu đừng tôi đang muốn mời cậu đi tới chỗ này đi đâu cơ Đến Thôi cứ thu dọn sổ sách theo tôi Đi rồi khác biết Em đang giờ việc Hay chị chờ tới chiều Không cần Ta đi đi thôi Trọng gấp cuốn sổ cái lại Đặt chiếc bút ngay ngắn ăn kéo Lấy chùm chìa khóa Anh cười Sao chị cứ úp úp mờ mờ như công an kinh tế hỏi cung thế Bà trưởng cửa hàng đáp Có chuyện cần nói Nhưng nói ở đây lại chẳng tiện chút nào chẳng tiện cho chị hay cho em cả cho cậu cả cho tôi nào khóa cửa lại đi nói rồi bà quay lưng đi trước trọng bấm ổ khóa bước theo sau họ đi bộ có khoảng sân sau cửa hàng dãy kho rồi ra phố bà trường cửa hàng cắm cúi đi trọng cũng không hỏi gì thêm lặng lẽ theo họ xuôi phố tới ngã tư rẽ sang một phố nhỏ um tùm bóng phượng những cây phượng đã rụng hết hoa nhưng lá chưa ngà vàng tỏa một vòng xanh ẩm ướt xuống các mái nhà cũ phố này toàn những ngôi nhà cổ lợp ngói âm dương hoặc ngói máy từ thời pháp có bao nhiêu năm người ta chỉ đào mái hoặc thay những viên vỡ khiến thỉnh thoảng trên lớp áo màu rêu mốc lại điểm răm bảy vệt son mới tinh khôi của những viên ngói mới giữa các nhà có biển hàng kẻ chữ kiểu tinh hoặc một ngọn đèn tọa đăng giả bên trong lồng bóng điện. Ở thị trấn, nhưng trọng ít qua lại hẻm phố này. Anh lặng lặng bước theo bài trường cửa hàng. Bà dẫn anh tới một tiệm cà phê có tên Sơn Trúc. Cổng vào là một vòm trúc uốn. Bên trong, căn phòng nhỏ trang trí toàn bằng trúc. Tường rác trúc, thanh ken trần lát trúc, đan thành tấm Quầy hàng là gỗ bọc trúc tăm, dệt thành mảnh có sơn dầu. Các bộ bàn ghế bằng trúc đánh bóng, kê dọc theo tường. Chậu cành trồng toàn loại trúc cành nhỏ như quay tăm, màu vàng óng. Một chiếc radio cassette đang mở. Một bàn nhạc trữ tình vang có cặp loa treo đối xứng nhau. Trọng quay lại nhìn bà trường cửa hàng. Đây là loại quán dành cho các cặp tình nhân. Sao chị lại biết? Chẳng lẽ ông anh dối già Chiều thứ bảy dắt bà chị tới chơi Bà đỏ mặt mắng anh Rối ra cái con khí Của em ruột tôi là chủ quán đấy Nói rồi bà chạy xộc vào buồng trong Qua tấm mảnh trúc buông lơ lửng Với những quả khánh Gieo lanh canh, bính bong Rất tình lẻ Bà gọi Cô Sơn đâu rồi? Ngủ hả? Cho chị hai cốc cà phê sữa nhé Rồi không đợi chủ quán trả lời Bà quay ra Cậu ngồi xuống đi Chỗ này xa hai cái loa kia cho nó đỡ điếc tai Bà kéo tay anh ngồi xuống Một cử chỉ quá gần gũi chưa từng có Rồi bà ngồi bên anh vẻ mặt bà tỏa ra cái ý muốn yêu ái Che chở lẫn sự bối rối Chọc nghĩ Quái lạ Hôm nay bái làm sao Và có điều gì liên quan tới mình Anh rút thuốc chưa kịp châm lửa, bà trưởng cửa hàng đã đưa cho anh que đóm và cây đèn hoa kỳ đặt sẵn trên cái đôn bằng trúc kê gần đó. Trọng châm thuốc, rít một hơi rồi đưa mắt nhìn bà. Có chuyện gì thế chị? Không lẽ bỗng dưng chị phải mất công đưa em tới tận đây? Lành hay dữ, chị cũng nói cho hết, em chịu được tất cả. thì hãy uống công nước đi đã, bà bảo. Chẳng lẽ? Cậu không thể ngồi chơi với tôi một lúc sao Chủ quán từ phòng trong bước ra Tươi cười chào họ Bà cỡ 45 Giống bà trường cửa hàng như tạc Nhưng gầy gò nhẹ nhõm hơn Gương mặt sáng Thứ ánh sáng của những người từ tâm và hiểu biết Bà đem tới cho họ Hai cốc cà phê sữa nóng Một hộp thuốc Panma Và chiếc gạt tàn Rồi bà ý tứ vặn nhỏ chiếc máy cassette và rút lui còn hai người Bà trường cửa hàng cất tiếng thở dài Cậu phải thông cảm cho tôi Trọng ạ à, Tôi quý cậu Điều ấy chắc cậu biết Trọng đáp Chị không phải vòng vo Em chưa bao giờ phàn nàn về chị Bà nói Xưa nay tôi vẫn bảo mọi người Cửa hàng có cậu Như ngôi nhà có cây trụ vững Chị em trong cơ quan đều yêu mến cậu chúng ta đã quen thân như những người sống chung dưới một mái nhà giả sử có một ai đó bị tách ra khỏi tập thể dù là cậu hay là tôi đều đáng tiếc như nhau trọng đã lờ mờ đoán được câu chuyện anh hỏi giảm biên chế toàn ngành phải không bà trưởng cửa hàng lắc đầu không trọng hỏi vậy có chuyện gì bà trưởng cửa hàng không trả lời cúi xuống lục chiếc túi giả ra sách tay, rút trong túi ra một cuốn sổ công tác bìa bọc vải đỏ. Bà mở sổ, lấy ra mấy tờ giấy khổ rộng, được ghim lại bằng cây ghim chữ U, vẫn dùng trong các văn phòng. Đây, cậu đọc xem. Trọng lần lượt đọc ba tờ giấy. Tờ thứ nhất là công văn xin bổ sung cán bộ thương nghiệp có trình độ cho huyện Bảo Lai, một huyện miền núi lạc hậu nhất tỉnh cách thành phố 280 cây số đường chim bay giáp với biên giới Việt Lào. Công văn đã gửi từ 18 tháng trước. Tờ thứ hai là tờ trình của trường phòng tổ chức đi thương nghiệp tỉnh về việc cử cán bộ bổ sung cho huyện Bảo Lai. Tờ thứ ba là quyết định điều động trọng về huyện Bảo Lai nhận nhiệm vụ do trưởng ty ký. Trọng mỉm cười, khi thấy dòng chữ khắc nghiêng nghiêng in bên dưới chữ ký Nguyễn Chính Nghĩa. Màu mực son ướt nhòe khiến dòng chữ có vẻ cầu thả. Anh trao lại tập giấy cho bà trường cửa hàng. Bà nhìn anh e rè. Cậu thấy thế nào? Trọng bảo, chẳng thế nào hết, quyết định ghi từ mùng 1 tháng sau. Em còn được chơi 15 hôm nữa, có lẽ em sẽ về quê thăm mẹ em ít ngày thư nào bà cụ cũng trách móc thở than ba trường cửa hàng nói tôi hoàn toàn không biết ý đồ của họ cậu hiểu cho tôi nếu biết tôi dứt khoát tôi sẽ tìm nói lại trọng đáp thôi chẳng có việc gì hệ trọng đâu với ai khác chắc họ sẽ sợ hãi còn em những năm kháng chiến đã mài mòn gót chân trên các huyện miền núi rồi trở lại đấy cũng là dịp hay Bà Trường cửa hàng nói Cách đây hai ngày Trường phòng tổ chức ti Mới đưa hồ sơ cho tôi Và họ nói Mọi sự đã rồi Trọng mỉm cười Mọi chuyện xong rồi Chị không cần bận tâm nữa Bà nhìn anh Và chừng như ngạc nhiên về vẻ bình thản của anh Bà cao giọng hỏi Nhưng còn chuyện tương lai của cậu Và căn nhà của cậu còn chưa hết mùi vôi Trọng đáp Cảm ơn chị nhưng chị đã nghe chuyện con rùa chưa Trọng đáp Cảm ơn chị Nhưng chị đã nghe chuyện con rùa chưa Chưa hả Vậy em kể cho chị Ngày xưa ngày xưa Trong cánh rừng đỏ Có một con rùa và một con chuột chuỗi Rùa làm nhà dưới gốc cây Vốn chậm chạp Ngày nọ qua ngày kia Nó phải tha từng viên đá nhai từng hòn đất sét cho dẻo làm vừa miết mạch những viên đá lại với nhau nhà của rùa kiên cố bên trong lót rêu khô cho ấm mùa chim thay lông rùa bò tới tận những cánh rừng của loài chim tha lông rụng về xếp trên lớp rêu khô tạo thành một chiếc giường êm ái vì xây nhà cầu kỳ như thế nên nó một nửa thế kỷ rùa mới xây xong trong khi đó gã hàng xóm chuột chuỗi của nó chỉ đào một đêm đã được một cái hang chú náu. Suốt ngày, gã ngồi vuốt dâu, trêu chọc rùa. Khi rùa đã xây hoàn chỉnh lâu đài của mình, chuột chuỗi mới giờ trò. Nó bảo, rùa ơi, nếu ta muốn, chỉ một đêm là ngôi nhà của mi sẽ đổ sập. Rùa hốt hoảng lặng người rồi kêu van. Bác chuột chuỗi thân mến, bác nỡ nào làm thế? Bác biết Họ nhà rùa chậm chạp Xây được ngôi nhà đã hết cả tuổi trẻ con đâu Chuột chuỗi bảo Thế trời ban cho ta cái mõm để phí hoài hay sao Từ mai mỗi ngày kiếm cho ta một nắm hạt rẻ Thì ta sẽ tha không phá sập nhà Còn rùa tội nghiệp phải cúi đầu chấp thuận Từ hôm ấy nó ra sức kiếm hạt rẻ nộp cho gã chuột chuỗi Đủ hạt rẻ mới dám kiếm phần thức ăn cho bản thân mình Ba năm sau rùa cưới vợ Đương nhiên gã chuột chuỗi được mời như thượng khách Tuần trăng mặt chưa qua Chuột chuỗi gọi rùa tới bảo Này rùa Mụ chuột chuỗi của ta già quá rồi Răng mụ rụng hết Dầu cũng chỉ còn non nửa Cái đuôi duyên dáng ngày xưa giờ ngoe ngoẩy như màu que cứng Đã thế Đêm nào mụ cũng nổi cơn hen xuyễn Khiến ta hết hồn Mì đã hưởng hạnh phúc với người vợ trẻ giờ hãy nhường lại nàng cho ta kiếp sống của họ nhà chuột ngắn ngủi hơn kiếp rùa mi sẽ kiếm được cô vợ khác mi còn đủ thời giờ hưởng hạnh phúc một lần nữa rùa khóc lóc bác chuột trụi đang kính ơi lẽ nào bác nỡ chia sẻ chúng tôi nàng yêu tôi từ khi tôi mới nhào đất nặt móng cho ngôi nhà chuột trụi bảo ta đã nói ta không thay lời mi không nhường nàng cho ta chỉ sáng ngày mai, tòa nhà nghi hoa của mi sẽ trở thành đống đất vụn. Đêm ấy, rùa khóc lóc than thở với vợ. Nhưng sáng hôm sau, nó vẫn phải đem nàng nộp cho chuột chuỗi. Đối với kiếp rùa, ngôi nhà là một tài sản quá to tát, không thể để mất. Nàng rùa xinh đẹp sang làm vợ bé của chuột chuỗi. Suốt ngày đêm chịu mụ chuột già ghen tuông cấu xé. Tiếng kêu than của nàng vọng sang làm chàng rùa đau đớn muốn phát điên. Năm qua tháng lại, nỗi đau thuyên giảm như cơn bệnh. Nàng rùa yên lòng chịu kiếp lẽ mọn, nàng không còn than khóc dữ dội như xưa. Và chăng mụ chuột già đã gãy hết răng, rụt lưỡi, hai chân trước liệt cứng nên mụ không còn hành hạ được nàng. Lúc ấy chàng rùa kiếm một người vợ khác, Lần này chàng kiếm một cô rùa trột mắt Để khỏi bị cướp vợ một lần thứ hai Năm sau Nàng sinh được hai chú rùa con khỏe mạnh Tình anh Chàng rùa suốt ngày vui thú với hai đứa con trai Quên nỗi nhọc nhằn Thế rồi một sáng mùa đông rét mướt Gã chuột chuối gọi rùa sang Này rùa Ta đã già Xương cốt đau nhức chưa có ai dần Ai đánh Mùa thu vừa qua ta đã uống ba lạng cao vầy tê tê mà không khỏi mi cho hai thằng con trai của mi sang đấm bóp cho ta các con ta bỏ đi biệt xứ mụ chuột chuỗi liệt giường lại mù dở còn nàng rùa phải lo nội trợ không thể hầu hạ ta tối ngày chàng rùa bảo bác chuột chuỗi đáng kính lẽ nào bác nhẫn tâm đến thế hai con trai tôi còn quá nhỏ tôi chưa bắt chúng nhặt một hạt cỏ lép trong đấu thóc trừ bắt chúng cắn vỡ một hạt rè con chuột chuỗi bảo không được trái lệnh ta nếu mi muốn giữ yên ngôi nhà mà mi đã dày công xây đắp tới đó chàng rùa bừng cơn giận dữ chàng đáp này gã chuột tham lam độc ác cho mi đào sập ngôi nhà cho mi cắn xé tan nát cả chăn nấm nệm êm của ta không bao giờ hai con trai ta sang làm đầy tớ cho mi hết nói đoạn chàng bò về nói chuyện với vợ con nàng rùa chột lặng lẽ thu xếp áo quần thực phẩm Buổi chiều, cả nhà rùa khăn gói lên đường. Trời đông rét mướt, hai chú rùa con cảm hàn riêng khừ khừ trên lưng bố mẹ. Nhưng chàng rùa vẫn cương quyết rời bỏ ngôi nhà nguy nga tráng lệ, đi tìm mảnh đất khác. Đêm hôm thứ ba, trời mưa như chút, sét nổ vang trời, mọi vật táo tác trong cơn mưa rông bão. Bốn cha con vợ chồng nhà rùa ôm nhau đứng giữa rừng. Sáng hôm sau, Họ nhìn nhau ngơ ngác Dù bố, dù mẹ, dù con Đều khoác trên lưng một tấm áo giáp vừa cứng vừa dày Chưa loài vật nào có được tấm áo giáp như thế Chàng dù ngẩng mặt nhìn trời Tạ ơn trời cao Ngài đã cho họ nhà rùa chúng con một mái nhà chú mưa, chú nắng Nhờ nó, chúng con sẽ thoát được sự ức kiếp của gã chuột chuỗi tàn bạo Nhờ nó, chúng con thoát được kiếp tôi đòi từ đó họ nhà rùa sống ở đâu mặc sức chúng có một mái nhà ngay trên lưng trọng ngừng lời anh mỉm cười nhìn ba trường cửa hàng bà cũng đang tròn xoe mắt nhìn anh không hiểu vì sao anh còn có thể đùa cợt trong tình cảnh ấy trọng uống một hơi cốc cà phê cạn tới đáy rồi anh đốt một điếu thuốc thứ hai thay cho điếu thuốc đầu tiên đã tắt ngấm trên tay cảm ơn chị đã quan tâm tới hoàn cảnh riêng của em nhưng em không như gã rùa kia đâu Em không chịu mất cả tự do lẫn hạnh phúc Rồi mới ý thức được quyền sống Người ta đã có gan xây nhà Cũng phải có gan phá bỏ nó đi Nếu chỉ vì nó mà phải chịu một sự tòng phục không chính đáng Bà trường cửa hàng ngồi ngây ra Mắt đờ đẫn nhìn ngoài phố Hồi lâu bà lầm bầm Nhưng tôi không yên tâm Tôi không thể yên tâm Thế nào tôi cũng sẽ tìm cách nói lại